Là bao nhiêu? Em không biết ạ. Không biết à? Ừ. Ôi, ở đây thì có cả dây nịt để mà buộc nữa. Thế hôm qua thì nhặt được ở đâu? Có rút tờ nào chưa? Chưa. Chưa à? Ừ. 1, 2, 3. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đây còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Quân xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Thưa các bác, anh chị, hôm nay thì cháu Lực sẽ cùng em Quân đi làm nhà tắm của bác ạ. Làm nhà tắm thì cho em Quân có những lúc mà đi vào tắm một chút của bác ạ. Tại vì bây giờ cháu Lực nhìn thấy là Quân không có nhà tắm ấy. Hay ở đây thì hôm nay là cái nhà tắm thì mấy anh em cũng chỉ là lấy bạt về đi lên trên chặt cây. Xong là lấy bạt về để quay lại thôi của bác ạ. Bây giờ thì mình đi đâu chặt cây hả Quân? Đi trên kia ạ. Đi đi. Đấy, cất nó lên cao đi. Lên tận trên kia à? Thời tiết thì mấy hôm nay ở vào miền Bắc của bác khá là lạnh của bác ạ. Và lạnh còn kèm theo cả mưa phùn nữa cho nên là lại càng lạnh thêm. Đường đi xuống nhà của Quân thì mưa một chút của bác thì phải nói là rất là trơn chỗ này ấy. Chỗ này thì cháu Lực cũng đã ghi hình khá là nhiều rồi. Nó là thuộc dạng cái đất đỏ ấy, cho nên là khi mà mưa thì nó chạm thành bùn ở mặt trên xong rồi rất là trơn. Có cái cây kia xa không Quân? Búi cây kia xa không? Cũng không xa mấy đâu. Bây giờ chuẩn bị đến rồi ạ. Chuẩn bị đến rồi à? Ừ. Ở chỗ này là cái đồi sắn của nhà em đúng không? Vâng ạ. Hôm nay thì hôm nọ em bảo trồng được bao lâu rồi Quân? Được 2 năm rồi ạ. Rừng này là rừng của nhà em đúng không? Chỗ này ấy. Vâng. Ờ, tận đâu? Bên kia. Nếu mà cây to quá thì tí về đây lấy cây chổi anh. Cây chổi này. Cây chổi này á? Vâng. Chưa có cây nào đâu. Đây một cây. Đi ra kia có một cây nữa. Ở đây còn có cái bể của nhà ai đấy. Đây là bể nhà anh trên kia thôi.
Đây, chặt cái cây đấy. Lấy cái này được. Đúng không? Chặt đủ rồi. Trên này có một nhà à? Đó. Này chắc là chặt tầm độ phải 2 cây mà Quân. Dạ. Độ phải 2 cây thì mới đủ mà. Đấy, tí nó đổ ra bên này. Cho Quân chặt một lúc đó cô bác, thì một tí nữa cháu được xé hộ cùng với Quân là kéo sau. Cây này dài quá, anh nghĩ là chắc một cây là cũng đủ rồi đấy. À. Tí mình chỉ lấy độ tầm độ hơn gần là 2 mét một chút thôi. À. Chờ đấy, anh kéo đường này đi xuống đấy được không? Có à? À. Thế thì kéo men theo đường này xuống được rồi. Trên đấy là ruộng của nhà ai đấy Quân? Đây là ruộng nhà họ bên kia rồi. Chắn đi xong rồi, một tí nữa kéo xuống xong. À. Cái pin mất rồi cái này ấy. Ôi, đến đây đủ rồi. Đấy, cắt đến đây đi. Ngoạn nó cây nhỏ quá thì chỉ không được đâu. À. Rồi. Thôi. Thứ nhai kéo lùi lại đã. À. Đi đường đấy được không? Có. Không thì kéo lên xong vác qua đường đấy đi. À. Có được không? Có. Đây ruộng nhà phải ném xuống đây hết chưa? Vâng. Ném xuống đây khi nào mà xuống đây củi tiếp rồi. Yeah.
cho em mượn dao. Đây. Đây. Được chưa? Em đi ra đầu cứ cầm đi. Đấy, đi. Đấy, làm một cái mà để mà bạt lấy bạt quay xung quanh, chỉ cần là một cây này thì cũng đủ các bác. Một tí thiếu đấy mà anh em sẽ lại đi chặt tiếp. Vậy như nhà của em Quân thì tự có rừng có bác, cho nên là nếu mà lúc nào từ từ nhá, nếu mà lúc nào cần đến cây để mà mình làm những công việc gì thì khác có luôn, chỉ có cây nhỏ thôi, còn cây to thì không có các bác. Ui vào vậy kéo đi. Vậy lên trên chặt cây một chút thôi, cảm thấy nóng hết cả người rồi các bác. Nếu mà như mình ở không thì sẽ lạnh, còn nhưng mà mình mà đi làm một chút ấy thì là sẽ nóng người luôn. Đi đường này đi, cho đỡ phải cua nhiều. Đi, đi đường này, đường này, đường này. Đi đường này đi. Đây. Đây, từ từ đã, kéo đi đi. Từ đó, từ đó. Đấy, để đấy đã. Để tạm ở sân ở nhà chú bên đây đã. Bây giờ đo đi, đo độ tầm 2 mét một chút. Hôm nay bé Hiếu đi đâu rồi Quân? Bé Hiếu cùng bà đi lấy rau lợn rồi ạ. Bé Hiếu là cùng bà đi lấy rau lợn rồi à? Đó. Đẹp. Góc này nó phải cưa ra vứt một tí. Đó. Cưa nào. Đây anh cưa cho. Bên kia có một cây nữa kìa, lấy cái cây kia ra cưa đi. Đâu đến đây nào. Lấy một cái cột ra đi. Đo đi để anh cắt cho. Đi phải chôn không tí. Lấy cái đoạn gốc đi. Đoạn gốc to quá. Đi lấy cái đoạn gốc đi.
là chuẩn bị xong 4 cột rồi cô bác. Đấy, bây giờ chỉ lấy 4 cột để mà chôn xuống, xong là dùng bạt với thép ly. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã mua thép ly, lại thêm cả đinh nữa về để mà buộc. Đấy, vừa rồi thì có một cái câu chuyện mà hôm qua em Quân là em mới đi lấy cỏ cô bác. Thì bây giờ cháu Lực muốn chia sẻ lên trên kênh. Nếu mà có cô bác anh chị nào mà đang theo dõi cái thước phim của cháu Lực lên, của cháu Lực, thì nếu mà biết có người nào mà đánh rơi tiền thì sẽ liên hệ với cháu Lực để mà nhận lại cô bác nhé. Thì hôm qua là em nhận được nhặt được bao nhiêu? Em cũng không biết ạ. Không biết à? Vâng. Thế bây giờ tiền thì đang để đâu? Em để trong nhà. Thì trong nhà. Vâng. Thế đi lấy về đi để xem đếm xem là bao nhiêu. Vâng. Chắc là hôm qua em Quân nhặt được 1-2 triệu gì đấy cô bác. Quân thì vừa trong lúc mà hai anh em vừa làm ấy, vừa làm thì Quân có chia sẻ hôm qua đi đi lấy cỏ ấy để nhặt được, thì số tiền ấy rất là, Quân bảo là rất là lớn, không biết là bao nhiêu. Đây. Là bao nhiêu? Em không biết ạ. Không biết à? Dạ. Ôi, ở đây thì có cả dây nịt để mà buộc nữa. Thế hôm qua thì nhặt được ở đâu? Em nhặt ở ruộng bên kia. Nhặt ở ruộng bên kia? Dạ. Thế ở khu này thì có ai bị đánh rơi tiền không? Em không biết ạ. Không biết à? Dạ. Thế chưa có ai ra hỏi à? Không ạ. Thế bây giờ thì cháu Lực sẽ đếm xem là có bao nhiêu đó cô bác ạ. Đây, cầm cái dây nịt một chút. Vâng. Ở đây thì có dây nịt này cô bác này, chắc là do là có chú nào có thể là đi ở đây thì nếu mà cầm tiền mặt nhiều như này chỉ có là đi buôn, đi buôn thì mới có. Thế nhặt được sao không giữ đi, sao lại để cho anh làm gì? Không ạ, đây em không dám giữ nhiều tiền đâu. Không dám giữ à? À. Rất, chỗ này thì chắc là hơn 10 triệu đấy cô bác ạ. Bây giờ thì cháu Đức xỉ đếm xem là bao nhiêu đó. Ở khu này thì chưa có ai ra hỏi à? Chưa. Tờ 50 thì cũng khá là nhiều rồi cô bác. 1 triệu. Có rút tờ nào chưa? Chưa. Chưa à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 triệu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 triệu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triệu 4. Chỗ này là 10 triệu đúng không? Đó. 10 triệu này, 11 triệu này, 1, 2, 3, 4, 5, đây là 12 triệu. 12 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 triệu, 1, 2, 3, 14 triệu 500 ngàn các bác ạ. Ui, số tiền này khá là lớn chứ. Thế hôm qua là em tự giữ hay là đưa cho bà giữ? Có, hôm qua em lấy cất ạ. Qua lấy cất à? À. Thế ông bà này có biết không? Chưa. Ông bà thì chưa biết á? À. Thế sao không bảo với ông bà luôn? Không ạ, thì em chỉ nói với anh thôi ạ. Tí về thì tí phải bảo với ông bà xem là có ai đánh rơi tiền không. À. Nhá. Cái tiền thì là cháu Lực đếm là 14 triệu 500 ngàn các bác ạ. Thế thì cầm đi. Cầm xong là sau khi mà anh đăng tải cái phim này lên thì xem là có bác nào mà mất không. Thế thì rơi nguyên tiền thôi à? À. Không, em chỉ thấy mất tiền thôi. Không có ví gì à? Không ạ. Thế là tiền này là muốn giữ lại hay là muốn để mà giả? Em muốn giả lại ạ. Muốn giả lại à? Vâng ạ. Bây giờ thì hiện tại thì vẫn chưa biết là bác nào mà đánh rơi cô bác. Thì nếu mà như ở trong cái xá của cháu Lực đang ở hiện tại thì hầu như là bác nào cũng theo dõi kênh của cháu Lực thôi. Nếu mà thật sự ra có bác nào mà rơi tiền ấy, thì có thể là liên hệ với cháu Lực để mà cháu Lực sẽ cùng em Quân là gửi lại tiền cho các bác. Đấy, nhưng mà không phải là sau khi mà cháu Lực đăng tải cái phim này lên thì có nhiều bác ra hỏi cô bác nhá. Thế là không có theo một cái ví nào mà rơi cùng nữa à? Không ạ, em chỉ thấy mỗi tiền thôi. Thấy mỗi tiền à? À. Thế ở đấy là ở đường hay là như nào? Ở đường ạ. Ở đường à? À.
anh có thể là đang đi xe hay là rơi gì đấy cô bác. Thế thì thôi bây giờ cái khoản tiền này thì em cứ cất đi đã, rồi thì đến chiều hôm nay thì xem là có bác nào mà bảo là mất không. Vâng. Phải bác nào mà mất thì mình sẽ gửi lại. Vâng. Rồi. À, bây giờ thì mình làm cái công việc của mình đã. Ở đây thì khi mà Quân nhặt được cái số tiền mà rất là lớn, Quân cũng không có dám mà giữ mà lại nữa. Hôm qua nhặt được tiền thì cảm xúc là như nào? Lo lắng là như nào? Em chỉ lo lắng thôi. Lo lắng à? Vâng. Đấy, tại vì là Quân là không nhìn thấy những số tiền mà lớn như vậy cô bác. Thành ra là mỗi lần mà em ấy khi lần này em mới nhặt được ấy thì em mới có một cảm giác mà phải nói là như Quân kể với cháu, rất là sợ sệt trong người luôn. Nên bây giờ thì lấy mấy cây này để xuống dưới đây, xong này anh em mình làm xong công việc này đã, rồi thì cái chuyện mà Quân nhặt được tiền ấy thì cháu được sẽ tính sau cô bác nhé. Ở đây là mình làm ở đây luôn đúng không? Vâng ạ. Thì bây giờ phải lấy cỏ sới, không một tí nữa phải lấy đá ra để mà chèn cái chỗ mà tắm ấy. Vâng. Đấy, cái nguồn nước này thì cũng là cái nguồn nước mà để mà rửa tay rửa chân đâu các bác, không phải là nguồn nước sạch. Nguồn nước sạch của nhà Quân thì đi xuống cái kia để mà xin và xách về từng cái xô một đấy. Cái củ này thì, đưa đào về Quân. Đào đây ạ. Đào đây á. À. Thế là vừa rồi em đào à? À. À, đây là vừa rồi em cũng định làm rồi à? À. Ôi có nhiều đây, đào đào đốt đi. À. Cái này là cây thuốc đúng không? À. Cái lá này của bác này, nếu mà đào được cái gốc nó như kiểu là đinh lăng để mà hầm cái xương ấy. Đào cho nó phẳng phẳng ra đi đó. À. Rồi thì một tí nữa lấy đá về để đó. À. Thế mỗi lần tắm là xách nước vào đây để tắm đấy. À. Cái quần này hôm nay là cái sự việc hôm nay của bác này xảy ra, nhận được số tiền mà rất là lớn thì em không có gọi là lấy lợi cho bản thân mình, vẫn còn tìm người đánh rơi để mà trả lại được. Ở đây thì sau khi mà cháu Đức đăng tải cái phim này lên thì chắc chắn là sẽ có một số bác ở trong ví dụ trong xã này chẳng hạn, các bác có thể điện cho cháu Đức giả mạo là tiền đấy, nhưng mà cháu Đức cũng sẽ phải là cân nhắc giả mạo là đánh rơi tiền đấy các bác. Cháu Đức sẽ phải cân nhắc xem là cái đúng cái trường hợp như vậy không, tại vì ở đây nếu mà khi mà các bác đã đánh rơi tiền rồi ấy, các bác đã đi đi lại đi làm buôn ấy, tại vì tiền các bác cầm bao nhiêu thì các bác hết. Các bác biết hết và cầm bao nhiêu tờ tiền là các bác không biết hết rồi. Hôm qua là lúc mà em đi nhặt được thì nhặt được ở bên này hay là dưới kia? Bên kia chứ. Dưới kia à? Ở dưới kia thì có một con đường nhỉ? Vâng. Cái kia đâu ấy? Ở trên kia. Trên kia? Vâng ạ. Hôm qua là tầm độ mấy giờ nhặt được? 3 giờ ạ. 3 giờ chiều à? Dạ. Này thì chắc là cũng chỉ làm độ tầm từ chỗ em ra đến đây thôi nhỉ? Dạ. Đào ra đến đây nữa. Vâng. Dạ.
Bây giờ em phải lấy đào một tí đó. Vâng. Chú này sợ nó sạc cùng với ông Quân. Không ạ. Tôi không sợ sạc đâu nhỉ. Vâng ạ. Trước lúc mà bố Quân còn đâu lắm thì có đào một cái ao và thả cá ở đây. Nhưng mà sau khi là bố Quân ra đi rồi, cả cũng không có làm ao được nữa. Ô, cái này thì nó bị dò đi ở nước này. Em cũng không biết ạ. Cái này anh có thấy con nước này này. À. Nhưng mà vẫn có nước nhiều nhưng mà không đến bên kia. Đêm à Hữu. Hả? Đêm à. Đấy cái gì vừa đi theo bà này, đi thấy con lợn về. Dân lắm ạ. Cho đất vào đi. Xung quanh này tí phải đào một cái giấy nhỏ nhỏ ấy. Vậy bây giờ thì mấy anh em cũng đã trồng xong cái cột lên rồi các bác. Một tí nữa chỉ lấy bạt quay lại thôi. Quân đi lấy bạt về đi, lấy cả thép ly nhá. Dạ. Cả thép ly, cả đinh nhá. Cắt ở đây luôn. Được chứ mà. Kéo đấy không? Có ạ. Hiếu sao buồn đấy? Hả? À? Sao buồn đấy Hiếu? Quay lại thì mình sẽ cắt lại đấy. Đấy, buộc từ bên này ra, bên này vào nhá. Đó. Cắt ra đây, cắt được xuyên luôn một tí. Cắt ở trên nó đi một nửa nó mới hợp được. Đi, kéo kéo đi. Ra bên này kéo đi, ra hàng bên này kéo, ra hàng bên này kéo, ra hàng bên này kéo. Đi ra bên kia, đi bên ngoài. Ra bên ngoài đi. Đấy.
gấp lại như anh này, gấp lại như anh như này, gấp xuống, được, kéo ra, các bạn ơi, đây thì chắc cần tí đến đây là vừa rồi. Có một bên nó dài hơn một tí nhá. Đó. Bên nó dài hơn một tí, bên này dài hơn một tí. Kéo từ bên đây. Kéo thẳng ra bên kia, kéo căng một tí. Đó. Cho bên này nó thưa ra một tí nhá. Đó. Thưa ra nhiều nhiều nhá. Cái kéo vừa rồi thì đâu ấy Quân? Dạ. Kéo ấy. Trên kia. Cho nó lên cao một tí, số kia hơi nhỏ vào. Rồi bây giờ cắt thép ly thôi. Dạ. Rồi lấy thép ly buộc vào được rồi. Vâng. Để ý nhá, anh cắt thép ly đó. Đây. Vâng. Đây. Chưa? Bên này cuốn cuốn bên này một hai vòng đi. Đây này, từ. Rồi cuốn đi ra, kéo bên kia nó. Kéo bên kia cho nó. Kéo thẳng lên. Thằng này buộc được. Vậy bây giờ thì cũng đã gần xong rồi các bác. Bây giờ thì Quân là đào đằng sau này một cái ránh nhá. Vâng. Để khi mà nước nó có thì nó không có chảy vào trong. Tắt rồi đó. Đây thì nếu mà cô bác anh chị mà theo dõi được cả những cái thước phim mà hôm qua Cháu Lực đăng tải lên thì cô bác cũng đã biết là cái phần bạt này thì Cháu Lực mua về để mà để làm cái chỗ che phần chỗ ngủ cho em Quân với lại cho bà. Đây còn dư ra thì Cháu Lực sẽ tận dụng lại để làm như này luôn cô bác. Thế mọi lần Quân tắm thì cho anh hỏi gì tắm ở đâu? Đi nhà bác trên kia tắm rồi. Bác nào? Bác trên kia? À. Bác trên kia anh thấy có nhà vệ sinh đâu? Có nhà tắm bên kia bên giếng. Là bác nào? Bác nhà anh ạ. Thế mỗi lần đi tắm như thế thì có thấy bất tiện không? Có.
Còn là cái số bạt còn dư kìa, hôm nào mà trời lạnh quá thì lấy che cho con bò thêm. Vâng. Nhà Quân thì cũng vừa mới có thêm một con bò bé của bác, cho nên là phải thời điểm hiện tại vào mùa đông thì phải là chăm sóc rất là kỹ. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. À. Đấy, bây giờ thì xong rồi. Đấy, ở đây thì khi mỗi lần mà Quân tắm với các bác thì sẽ để tấm bạt ra để treo bên này. Quân ra kia lấy một cái đinh để vào đây nữa. À. Cái đinh ở kia, ở túi bóng kia. À. Đóng vào đây thêm một cái đinh, lúc nào mà đi vào đây tắm ấy thì là dùng bạt để móc vào lên. Đấy, còn ở phần dưới này thì cháu Lực cũng chỉ biết là giải đá lên thôi các bác. Đấy, lấy lần vào lên, lấy móc lên. Đấy, móc như này thế là xong. Thế bây giờ thì xong, anh em mình rửa chân tay về ở nhà thôi. Cầm cả cái đinh với lại cuộn sắt, cuộn thép ly cái về hết đi. Đấy, cầm những cái đồ đấy về cất hết đi. Để lên trên này. Đấy, còn bạt đấy, bạt thì dư ra thì gấp gọn là cái nào mà mình cần dụng để làm việc khác. Vâng ạ. May thì cháu Lực cũng đã cùng em Quân là làm một cái ngôi nhà tắm nho nhỏ cho em Quân, để trong thời gian tới thì em Quân còn không phải là đi tắm nhờ đâu cô bác. Theo như lời của Quân kể với cháu Lực, cô bác mỗi lần mà em đi tắm thì em toàn chạy lên trên nhà của nhà người bác ở trên trên này của Quân này, trên này cô bác này, để mà tắm nhờ. Và hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà của cô của bà Nga. Hôm nay thì thưa các bác, cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của bà Nga Trần. Bà ở bên Canada. Bà có gửi cho cháu Lực là tổng tất cả là 9.540.000 đồng. Và trong đó thì cho vào quỹ làm nhà của em Quân là thêm là 3 triệu nữa. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ nhận được thêm cái tấm lòng vàng của cô bác anh chị gửi tới cho em Quân, để qua cái Tết Nguyên Đán này cháu Lực sẽ đi vào và xây sửa lại ngôi nhà cho em Quân của bác nhé. Đấy, bây giờ thì cái tiền kinh phí của nhà em Quân nhận được bao nhiêu thì cháu Lực sẽ cân chỉnh và làm sao để mà nó phù hợp với lại cái quỹ của nhà em Quân một chút của bác. Như là cô bác có nhìn thấy ở phần ở phía bên này thì ngôi nhà của Quân thì cũng đã hầu như là rất là thô sơ rồi. Cái những cái cột thì có thể là nhưng còn chắc chắn một chút. Đấy, nhưng mà ở phần ở bên ngoài thì những cái cây mà những cái ván dùng để giải đấy thì nó cũng đã hỏng hết rồi. Và trong 9.540.000 đồng này thì cô Nga Trần có lì xì cho cháu Lực là 1 triệu đồng, và bạn Hiệu làm cameraman là 1 triệu đồng, còn là 540.000 thì làm kinh phí để mà cháu Lực đổ xăng đi lại các bác. Còn bây giờ thì cháu Lực sẽ gửi cho bạn Hiệu luôn. Cái phần quà này thì sẽ là của phần quà của cô Nga Trần nhá. Đấy, ở đây là 1 triệu thì sẽ gửi cho bạn Hiệu là bạn cameraman luôn các bác. Trong khoảng thời gian thì có mấy hôm bạn Hiệu không có đồng hành cùng với cháu Lực được đấy các bác. Cháu Lực cũng rất là cảm ơn tất cả các bác đã gửi những cái lời mà quan tâm tới cho hai anh em.
cô bác ạ. Thầy còn cháu Lực cũng thay mặt luôn bạn Hiệu với lại cả em Quân nữa gửi một lời cảm ơn tới bác Nga Trần ở bên Canada. Cảm ơn bác rất là nhiều. Thầy cảm ơn bác đã tin tưởng cháu Lực và gửi những tấm lòng vàng tới cho cháu Lực để mà cho làm sao cháu Lực được cầm để giúp đỡ em Quân nữa. Hôm nay thì anh lại nhận được một khoản là của bà Nga Trần, bà ở bên Canada có gửi cho em thêm là 3 triệu. Đây, ở đây thì khi mà bà nhắn tin gọi cho anh thì bà cũng có bảo là mua thực phẩm để cho em. Đấy, muốn là mua quần áo. Đấy, nhưng mà sau những thước phim mà anh đăng tải lên thì quần áo của các em thì cũng đã có rất là nhiều rồi. Đấy, bây giờ thì khi mà anh nhận được những khoản nào thì anh sẽ để vào quỹ. Đấy, để vào quỹ làm sao mà qua cái Tết Nguyên Đán này này. Đấy, hiện tại thì bây giờ thì gần Tết quá rồi thì anh em mình không có thể mà tiến hành vào làm nhà nữa. Đấy, tại vì là nếu mà bây giờ thưa các bác ạ, gần Tết này thì giá vật liệu nó rất là đắt. Thành ra là làm sao mà trong cái lúc này, trong cái thời gian này thì không có thể mà gọi vật liệu để mà đi lên lên làm nhà ngay bây giờ cả. Đấy, chi phí của nhà Quân hiện tại là cũng trong tay cháu Lực cầm là hơn cả hôm nay nữa thì được gần 70 triệu rồi. Đấy, và chị Trần Tố Giáng My cũng có nói với cháu Lực là khi nào mà tiến hành vào làm nhà thì chị sẽ giúp cho là 30 triệu nữa thì cũng gần độ là được 90 triệu rồi. Thì làm sao mà nếu mà như thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì em Quân có duyên với lại tất cả các bác, mỗi người chung tay cho em Quân thêm một chút nữa để tầm hơn là hơn 100 thì cháu Lực sẽ bắt đầu vào đi làm nhà của em Quân cô bác. Cháu Lực cũng đã tham khảo rất là nhiều mẫu nhà từ hơn 100 một chút rồi. Ở đây thì làm nhà thì cô bác ạ, như nhà Quân thì có thể là bây giờ thì ở gần mặt đường với lại gần đường lớn thì nhà Quân không có chỗ đất nào, chỉ có là ở gần bên trên hổm này, trên này cô bác này thì có một cái miếng đất của nhà Quân ở trên đấy đúng không? Chỗ đấy thì hiện tại là nếu mà làm thì cũng không có thể mà ô tô không có đến tận nơi đúng không? Phải dùng xe máy để chở một đoạn đúng không? Rồi. Thế thì phải nói là nếu mà để mà đi mua đất đấy cô bác thì lại không có đủ tiền nữa rồi. Đấy, thì cái khoản đấy thì cháu được xé lại cân nhắc lại. Và xin cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều đã luôn luôn theo dõi kênh cháu Lực và ủng hộ. Hay làm sao mà các bác theo dõi những thước phim mà cháu Lực đăng tải lên cho cháu Lực xin nút like và một lần chia sẻ để làm sao mà kênh cháu Lực ngày một phát triển hơn và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh ở trên vùng cao của bác. Rất là mong các bác sẽ ủng hộ những kênh mà thiện nguyện ở trên vùng cao của bác. Đấy, còn như về cái hoàn cảnh của em Quân đi cô bác thì có như nào thì cháu Lực chia sẻ lên như thế. Trong khoảng thời gian khi mà cháu Lực chia sẻ lên thì các bác cũng đã cùng nhau, mạnh thường Quân cũng đã cùng nhau bỏ đi một cái gánh nặng rất là lớn ở trên đôi vai của Quân. Quân thì có biết cái gánh nặng mà trên đôi vai của Quân thì trước kia là có thêm những cái gì không? Có Có à? và Thế và hiện tại bây giờ thì còn những cái điều gì? Em thử nói cho anh nghe cùng các bác nghe xem nào. em cũng cảm ơn anh và cảm ơn tất cả các ông bà các chú anh chị trong thời gian qua đã gửi những tấm lòng vàng về cho con để giúp con bớt một gánh nặng trên vai của con. Con cũng không biết nói gì nhiều. Con chúc tất cả các ông bà các chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Quân thì phải nói là một cái cậu bé của bác năm nay thì qua Tết thì cũng đã được nếu mà theo tháng thì chưa đủ 15 tuổi. Đấy, cô bác có nhìn thấy là nhưng trên đôi bàn tay của em thì cô bác này đi lấy củi lấy cỏ gọi là rất là nhiều những cái vết mà cắt rất là nhiều luôn cô bác đây này. Này có thể nói là bàn tay của Quân ấy, ngón tay của Quân còn to hơn cả ngón tay của cháu Lực. Đấy, cái bàn tay to này thì là bàn tay gọi là để mà bàn tay lao động ấy cô bác. Đi đâu thì có găng tay không, đeo găng tay vào Có. có thì đeo vào. Đấy. Áo ấm áo thì đừng có nghĩ là mình còn trẻ và mình khỏe không mặc áo ấm vào, nhưng cái áo mà các bác gửi cho ấy thì là thường xuyên là mặc những cái áo đấy. Đấy, như hôm nay cháu được xuống các bác cũng có một cái sự việc mà Quân ấy nhặt được là 40 nhặt được tiền nữa các bác thì cháu Lực sẽ không có nói thêm là cái số tiền cụ thể nó là bao nhiêu nữa.
Tại vừa rồi cháu Đức cũng đã nói thêm nói một lần rồi. Đấy, nhưng mà khi mà cháu Đức đăng tải lên thức phim lên, chắc chắn là sẽ có một số cô bác ở trong bản này sẽ gọi điện cho cháu Đức và nói là tiền của các bác, nhưng mà cháu Đức sẽ phải xem xét thật kỹ thì cháu Đức mới sẽ trả lại tiền. Đấy, khi nào mà cháu Đức tìm được người mà đánh rơi tiền rồi, cháu Đức sẽ chắc chắn cháu Đức sẽ ghi lại một cái thước phim, một cái chút hình ảnh để mà xác thực, để mà đúng cái sự việc đấy cô bác nhé. Đấy, còn là thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác, chắc là cháu Đức cũng xin được chia sẻ tới đây thôi. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Được xin mến chào tất cả quý cô bác anh chị. Đấy, hôm nay thì ngày một ngày mà mưa gió rất là lạnh, thành ra là không có đi lên trên bản được. Cháu Lực ở nhà thì hai chị em là làm một tí lạp xưởng, vừa là để làm phục vụ cho gia đình và vừa là làm để đăng lên trên kênh. Mà nếu mà có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới lạp xưởng thì là cháu Lực sẽ gửi cho cô bác. Cháu Lực cũng rất là mong các ông bà cô chú anh chị sẽ mua ủng hộ cho cháu Lực để cho cháu Lực có thêm kinh phí đổ xăng để đi lại cô bác nhé. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.